Bộ Tư pháp Iran ngày 28 tháng 11 thông báo, chính quyền nước này đã đặc xá cho hơn 700 tù nhân và phạm nhân sau khi đội tuyển bóng đá nước này giành chiến thắng 2-0 trước đội xứ Wales trong khuôn khổ World Cup 2022 tại Qatar. Trang thông tin Mizan Online thuộc Bộ Tư pháp Iran nêu rõ, 709 phạm nhân tại nhiều nhà tù đã được phóng thích, bao gồm cả một số người bị bắt giữ gần đây. Tin trên được đưa ra sau khi đội tuyển Iran vượt qua xứ Wales với tỷ số 2-0 ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu diễn ra chiều ngày 25 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Rusbe Chesmi khai thông thế bế tắc ở phút thứ 90+8 sau cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Đến phút 90+1, Reza Ayan ấn định tỷ số bằng pha dứt điểm tinh tế qua thủ môn Dani Watt. Tuyển Iran giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2022. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng số 1 châu Á trước các đại diện đến từ châu Âu trong lịch sử dự World Cup của mình. Trước đó, Iran thất bại 2-6 trong trận ra quân gặp Anh hôm 21 tháng 11. Đội tuyển này còn hứng chịu tổn thất lớn sau trận đấu đó khi thủ môn chính Bayan Van bị gãy mũi do va chạm với đồng đội trong lúc cản phá bóng. 2 giờ sáng ngày 30 tháng 11, Iran sẽ chạm trán Mỹ.